Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Mưa lớn ròng rã 20 tiếng, Bắc Kinh hứng hơn 1,4 tỷ mét khối nước. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lớn ở Bắc Kinh, Trung Quốc kéo dài từ 11 giờ sáng hôm qua tới 8 giờ sáng hôm nay, với lượng mưa lên tới 92,8mm ở khu vực đô thị của thành phố. Bắc Kinh đã vượt qua đợt mưa lớn nhất trong mùa lũ Trung Quốc năm nay nhờ cảnh giác cao độ và hành động bao quát, Tân Hoa Xã nhận định trong bản tin tối hôm nay. Sau trận mưa lớn nhất từ trước đến nay trong mùa hè này ở Bắc Kinh, không có trường hợp khẩn cấp lớn nào được ghi nhận bởi thành phố được đặt trong tình trạng báo động lũ lụt cao. Chính quyền Bắc Kinh nêu hôm nay. Trận mưa kéo dài từ 11 giờ sáng hôm qua đến 8 giờ sáng hôm nay với lượng mưa trung bình là 69,4mm ở Bắc Kinh. Riêng các khu vực đô thị của Trung Quốc có lượng mưa tới 92,8mm. Lượng mưa lớn nhất lên tới 156,7mm ở hồ chứa Sa Hà, huyện Sương Bình ở phía tây bắc Bắc Kinh, dữ liệu khí tượng chỉ ra. Ngoại trừ một số điểm tắc cống, các cơ quan kiểm soát lũ lụt Bắc Kinh không nhận được báo cáo nào liên quan tới các tình huống khẩn cấp khác. Cơ quan quản lý nước Bắc Kinh cho biết đợt ngập lụt nghiêm trọng này vượt quá 1,1 tỷ mét khối nước, nhưng mực nước của tất cả các hồ chứa trong thành phố vẫn dưới mức cảnh báo và tất cả các khu vực chứa nước của thành phố đều ở trong tình trạng ổn định. Cơ quan chức năng cho hay thành phố đã khơi thông 450.000 miệng cống và 7.887 km đường ống thoát nước mưa trước mưa lũ. Tập đoàn thoát nước Bắc Kinh, đơn vị vận hành hệ thống thoát nước của thành phố, thông tin vào nửa đêm hôm qua rằng đã nhận được 14 báo cáo về tình trạng ngập úng ở những khu vực trũng thấp dưới các cầu vượt và các con đường chính trong thành phố. Tới 9 giờ sáng hôm nay, tất cả các điểm ngập úng đã được khơi thông và giao thông thông suốt trở lại. Tập đoàn đã tăng gấp đôi công suất bơm bằng cách nâng cấp 75 trạm bơm để xử lý nước lũ trong năm nay. Theo Yang Jun, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Cứu hộ Khẩn cấp của tập đoàn tăng từ 60.000 mét khối mỗi giờ lên 170.000 nhờ thiết bị mới. Bắc Kinh đã cải thiện đáng kể khả năng đối phó với nước mưa và lũ lụt nhờ các dự án xây dựng cơ sở kiểm soát lũ lụt và thoát nước trong những năm gần đây, ông Yang Jun nói. Mực nước sông Dương Tử vượt mức kỷ lục trong trận lũ kinh hoàng năm 1981. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm qua, mực nước trên sông Dương Tử được ghi nhận ở mức kỷ lục tại Trùng Khánh, vượt qua cả trận lũ kinh hoàng năm 1981 và năm 2020. Tân Hoa Xã dẫn dữ liệu của Cục ứng phó khẩn cấp Trùng Khánh cho hay, nước tại trạm Khu Tan trên sông Dương Tử đo được vào lúc 7 giờ ngày hôm qua ở mức 191,95m, cao hơn 0,44m so với trận lũ kinh hoàng, khiến 1,5 triệu người dân Trung Quốc mất nhà cửa vào tháng 7 năm 1981. Ít nhất 260.000 người dân Trùng Khánh đã được di dời đến những nơi an toàn. Hơn 8.800 km2 đất canh tác bị ngập lụt, thiệt hại trực tiếp đối với nền kinh tế khoảng 292 triệu đô la Mỹ. Vào ngày hôm qua, các nhà chức trách đã nâng ứng phó kiểm soát lũ lụt lên cấp cao nhất. Nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử, Trùng Khánh đã hứng chịu đỉnh lũ thứ 5 trong năm nay. Trong khi đó, tại tỉnh Hồ Bắc giáp danh với Trùng Khánh, các nhà chức trách cảnh báo rằng hồ chứa đập Tam Hiệp có thể hứng chịu đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2003. Bên cạnh đó, Bộ Quản lý Khẩn cấp MEM đã cử 500 chuyên gia cứu hộ đến Tứ Xuyên để hỗ trợ công tác kiểm soát lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp tại địa phương. MEM cho biết chính phủ đã phân bổ 67,5 triệu đô la Mỹ cho các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc và Trùng Khánh để kiểm soát lũ lụt, cứu hộ khẩn cấp và tái thiết sau thiệt hại do mưa lũ ở Trung Quốc. Cơ quan phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc đã nâng phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ lụt lên mức cao thứ hai, đồng thời cử hai lực lượng đặc nhiệm đến Trùng Khánh và Tứ Xuyên để hướng dẫn và hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác kiểm soát lũ lụt. Kính thưa quý vị, vùng ảnh hưởng lũ lụt Trung Quốc đã mở rộng ra rất nhiều tỉnh, thành phố, trong đó Cam Túc chịu thiệt hại lớn nhất. Lũ lụt và sạt lở đất gây ảnh hưởng nặng nề tới Cam Túc khiến tỉnh Tây Bắc Trung Quốc phải nâng cấp phản ứng khẩn cấp và điều trực thăng tham gia ứng phó. Ứng phó khẩn cấp cao để kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai đã được kích hoạt từ đêm qua tại huyện Chu Khúc của tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc khi mưa lớn gây ra lũ lụt nghiêm trọng và được dự báo sẽ tiếp tục trong những ngày tới, theo Tân Hoa Xã đưa tin.
có 6 đợt mưa lớn kể từ ngày 6 tháng 8 đến nay, gây thiệt hại nặng nề cho huyện Chu Khúc thuộc Châu Tự Trị Dân Tộc Tạ Cam Nam, tỉnh Cam Túc, dẫn tới thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 695 triệu nhân dân tệ, khoảng 87,9 triệu đô la Mỹ. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ mưa lũ lớn liên tục, thị trấn Khao Na đã ghi nhận lượng mưa từ 180 đến 200 mm, đường xá bị hư hại, điện và thông tin liên lạc bị cắt đứt, hơn 2.750 người phải sơ tán khẩn cấp. Từ ngày hôm qua, tỉnh Cam Túc đã nâng cấp cấp độ ứng phó khẩn cấp về cứu trợ thiên tai lên cấp độ 3, cấp độ cao thứ 3 trong hệ thống ứng phó khẩn 4 cấp. Chu Khúc là khu vực dễ bị sạt lở bùn đất, huyện đã tăng cường xây dựng hệ thống cảnh báo sớm thảm họa địa chất nhằm theo dõi 181 điểm có khả năng xảy ra thảm họa địa chất trong thập kỷ qua, theo Tân Hoa Xã đưa tin. Lũ lụt và sạt lở đất xảy ra tại thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc khiến 9 người chết và 4 người mất tích, theo giới chức địa phương thông tin ngày hôm nay. Thiên tai do mưa lớn gây ra đã ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 437.700 người trong thành phố và hơn 75.000 người phải di rời kể từ đầu tháng. Thiên tai cũng đã phá hủy nhà cửa và hoa màu, đồng thời ảnh hưởng đến giao thông và các dịch vụ tiện ích, khiến chính quyền địa phương phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt ở mức cao nhất. Chính quyền tỉnh Cam Túc đã cử trực thăng và một số đội cứu hộ chuyên nghiệp đến các khu vực bị thiệt hại nặng nề, đồng thời cấp khoảng 19,4 triệu nhân dân tệ, tương đương 2,94 triệu đô la Mỹ để cứu trợ. Trước đó, tình hình lũ lụt Trung Quốc trong tháng này chủ yếu tập trung vào tỉnh Tứ Xuyên ở phía tây của đất nước, với nhiều đô thị trong đó có Thành Đô và Lạc Sơn bị ảnh hưởng nặng nề. Kính thưa quý vị khán giả, tỉnh Tứ Xuyên ở thượng nguồn sông Dương Tử hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn 73 năm, trong khi đập Tam Hiệp ở hạ nguồn chứng kiến đỉnh lũ thứ 5 trong năm. Sau khi trận lụt số 4 đi qua đập Tam Hiệp vào ngày hôm qua, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang đã đưa ra cảnh báo lũ lụt màu cam cấp độ 2 cho sông Gia Lăng và phụ lưu của sông Phù Giang ở thượng nguồn sông Dương Tử, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày hôm nay. Tân Hoa Xã cho hay, đầu giờ chiều ngày hôm qua, trận lũ thứ 5 trong năm đã đổ về đập Tam Hiệp chỉ sau trận lũ số 4 đúng 4 ngày. Đỉnh lũ số 4 trên sông Dương Tử đoạn qua hồ chứa đập Tam Hiệp vào khoảng 8 giờ sáng 4 ngày trước đó. Lưu lượng nước chảy vào đạt 65.000 m3 trên giây, cao hơn 3 trận lũ trước trong năm nay. Các nhà chức trách cho biết, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ lên đến 74.000 m3 trên giây vào ngày hôm qua. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương ở Tứ Xuyên, tỉnh này đã chứng kiến một đợt mưa xối xả mới kể từ ngày giữa tháng. Trong khoảng thời gian này, văn phòng khí tượng địa phương ở Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo mưa màu cam 2 ngày liên tiếp lần đầu tiên trong năm nay. Trận mưa đã bao phủ 14% tỉnh Tứ Xuyên, khiến 45 con sông ở đây vượt quá mức cảnh báo. Trong số này, 25 con sông đã vượt quá mức an toàn mà hiện được đặt ở mức gấp đôi trong mùa lũ năm ngoái. Các nhà chức trách ước tính mực nước của huyện Kim Đường thuộc thành phố Thành Đô nằm ở thượng nguồn sông Đà Giang sẽ vượt mức an toàn 4,25 m và lưu lượng nước chảy ra sẽ lên tới 8.700 m3 trên giây, thiết lập mức kỷ lục mới trong 73 năm. Đánh giá từ các ghi chép lịch sử của trạm thủy văn sông Hoa Miao ở Kim Đường kể từ năm 1949, tốc độ dòng chảy cao nhất được ghi nhận là 8.100 m3 trên giây vào năm 1981. Nếu nó đạt 8.400 m3 trên giây vào thời điểm này, có nghĩa là đỉnh lũ sẽ thiết lập kỷ lục cao mọi thời đại, trang Sina đưa tin. Huyện Tư Trung của thành phố Nội Giang ở trung lưu sông Đà Giang đối mặt với đỉnh lũ lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua. Sông Đà Giang đã tràn qua đê địa phương và 3/4 thị trấn Gudegen bị ngập chìm trong biển nước. Để đối phó, chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 3.400 người, hơn một nửa dân số địa phương. Hiện tại, con đường dẫn đến Gudegen đã bị ngập và thị trấn đã trở thành một ốc đảo. Dự đoán khi mực nước tiếp tục dâng cao, toàn bộ thị trấn có thể bị ngập chìm. Sông Dương Tử ở Trung Quốc đã chứng kiến đỉnh lũ thứ 5 trong năm nay ở thượng nguồn vào ngày hôm qua. CCTV dẫn thông báo của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết sông Dương Tử chứng kiến đỉnh lũ thứ 5 ở thượng nguồn sau khi lượng mưa lớn khiến mực nước trong các dòng chính dâng cao. Các nhà chức trách cho biết lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ lên đến 75.000 m3 trên giây vào ngày mai, vượt mức 62.000 m3 trên giây đo được 4 hôm trước đó. Các biện pháp đã được thực hiện để giảm bớt áp lực lũ lên đập Tam Hiệp, theo CCTV đưa tin. Dự kiến đến ngày mai, mực nước lũ tại trạm thủy văn Thống Than ở thành phố Trùng Khánh sẽ vượt mức đảm bảo 4-5 mét. Mưa lớn trong những ngày qua là nguyên nhân khiến đỉnh lũ số 5 xuất hiện trên sông Dương Tử. Ngày hôm qua, hai cơ quan chính phủ Trung Quốc cùng phát cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong thang 4 cảnh báo 4 cấp ở Tứ Xuyên.
Theo tờ China Daily, cả Bộ Thủy lợi và Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đều phát cảnh báo đỏ về các trận lốc xoáy ở tỉnh Tứ Xuyên. Cảnh báo được đưa ra với dự báo mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Thiểm Tây và Cam Túc, cũng như khu tự trị Choang, Quảng Tây. Tỷ lệ và rủi ro của các thảm họa địa chất khác cũng sẽ cao ở các tỉnh này. Trong khi đó, tại các khu vực khác của Trung Quốc, các đợt nắng nóng với nhiệt độ cao tới 40 độ C dự kiến sẽ ập đến các tỉnh An Huy, Chiết Giang, Giang Tô và Phúc Kiến, cũng như khu tự trị Tân Cương. Những thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!